Sáng mai đừng bận gì nhá. Ngày mai dành cho anh một người. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Hẹn gặp anh ngày mai nhé. Ngày mai. Bảo tôi đúng không ạ? Đúng không ạ? Dạ. Cô đi đây. 2, 3. Đeo cái kính này vào. Đấy. Đi đi. Như là đi 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 đi, không nó dậy bây giờ. Hop 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 khẩn hop khẩn. Sao? Bây giờ thế này nhá, Hoan nhá, Hoan làm tổ trưởng, đi theo thằng Đăng, nhỡ có việc gì xảy ra, báo ngay về, nhớ chưa? Rồi. Đi luôn đi. Đi đi. Đi ngay ra chợ mua bông băng thuốc đỏ, đề phòng thằng Đăng có việc gì xảy ra. Vâng. Đi luôn đi. Vân. Hả? Vân có thể lo cho tôi một chiếc xe cấp cứu 115 được không? À thôi. Nếu mà không thì Vân cứ tìm một cái chỗ nào mà cấp cứu gần nhất để đề phòng có việc gì xảy ra. Oh yeah. Oh yeah. Ông làm sao đấy à? Vớ vẩn, làm gì có cái chuyện đấy. Thôi, vì cháu tôi đi, tất cả vì thằng Đăng. Thật á? Ừ. Báo cáo, thuyền không nhà trống, thuyền đã ra khỏi bến. Báo cáo, bọn em đã mất dấu chị Nhi rồi ạ. Thôi chết. Nó đi đâu được cô nhỉ? Nó đi mua quà cho thằng Đăng. Không, sao giờ lại đi mua quà? Đúng rồi, giờ nó đi mua quà làm gì ạ? Nắng nồi này. Này, còn quả nào không? Làm gì hả cô? Mang cho thằng Đăng nó uống. Nắng nồi, mình nhìn nó mặc quần áo kìa.